Khách đặt là 45 chiếc bánh nhân phô mai, đó là nhân thịt trứng nhưng mà thêm cả phô mai chảy. Mọi người làm thử nhé. Phô mai nó ngấm vào nhân rồi ngấm ra vỏ bánh ấy, thơm thơm và ngon hơn rất nhiều, cực kỳ nhiều thơm. Nó thơm lắm luôn ấy, ăn nó không ngán, nó không ngấy như là bánh. Nếu mà mình ăn bánh nhân thịt bình thường nhiều rồi ấy, mình đổi sang thêm phô mai nữa, ngon lắm. Đây là bánh